rồi nếu như mà các bạn đang trong trạng thái mà các bạn thấp năng lượng quá các bạn cần tăng cường cái sự kích thích của mình lên thì các bạn làm gì đây là một kỹ thuật rất là đơn giản gọi là kỹ thuật thở hai nhịp ha các bạn có thể làm theo cùng thầy thay vì hít vào một hơi á thì các bạn hít vào hai hơi liên tiếp rồi các bạn mới thở ra các bạn thở ra bằng miệng cũng được luôn ha à, hít vào liên tiếp hai hơi như vậy và các bạn có thể làm thử cùng thầy khoảng năm hơi thở như thế và các bạn sẽ để thấy người mình nóng lên và cái tâm trí của mình nó tăng sức tập trung lên liền à chuẩn bị nè một hít vào thì các bạn hít vào bằng phổi nha bằng bằng ngực là chính nha Thì với cái hơi thở này á nó tăng sự tập trung, nó tăng động lực và nó tăng cái cường độ cảm xúc của các bạn lên rất là nhiều. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là mình biết cách tăng biết cách giảm thì lúc nào cũng vậy mình chọn cho mình cái mức tối ưu để mình có thể học tập tốt hơn nha các bạn. Thì một cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật rain ha. R A I N viết tắt của chữ mưa đó trong tiếng Anh. Nó viết tắt của bốn chữ cái. Thầy bắt buộc phải dùng tiếng Anh tại vì nó mới ra được cái chữ rain này ha đó là recognize là nhận diện nhận diện cái cảm xúc nào đang tới thì như thầy nói hồi nãy vậy đó các bạn có thể nhận diện dựa trên ngay những cái biểu hiện cơ thể của mình cái thứ hai đó là allow tức là mình cho phép mình chấp nhận là mình đang có cái cảm xúc đó các bạn đừng bao giờ chối bỏ cảm xúc của mình nha các bạn đừng bao giờ thí dụ ba mẹ hỏi con đang tức giận hả thì thường cảm xúc mà đâu con có giận gì đâu thực ra không phải dạ thực sự con đang có cảm xúc tức giận các bạn nói đúng cái cảm xúc mình đang có như vậy các bạn gọi tên nó ra và các bạn chấp nhận là mình đang có nó tại vì mình mà chối bỏ nó đó thì nó lại càng kiểm soát mình tốt hơn và các bạn nhớ hồi nãy thầy nói về cái cảm xúc thứ cấp không khi mình chối bỏ một cảm xúc có thật đó, thì thực ra nó đang sinh ra rất nhiều cảm xúc thứ cấp đằng sau đó và mình không kiểm soát được những cái bạn thứ cấp tới đằng sau đó đâu tuy nhiên việc mình chấp nhận là mình đang có nó không có nghĩa là mình chiều theo nó hoàn toàn đúng không ạ nhưng mình biết là có nó như vậy á thì mình mới có thể mình xử lý nó giống như một cái người mà biết là mình nghèo công nhận là mình nghèo thì mới có cố gắng để vươn lên và giàu có hơn đúng không ạ còn nếu đã nghèo mà còn không chấp nhận tôi không nghèo đâu tôi không có gì phải cố gắng thì đâu có xử lý được gì đâu đúng không các bạn cho nên cái ở lâu nó là như vậy cái số 3 đó là investigate cái này là cái thú vị tức là mình bắt đầu sau khi mình biết và mình chấp nhận là mình đang có cảm xúc đó rồi thì các bạn hãy bắt đầu suy nghĩ một chút xíu suy ngẫm một chút xíu về cái lý do vì sao mình có cảm xúc đó có thể có những cái lý do nó rất là trực tiếp ví dụ như cái người đối diện đang tức giận với mình thì mình thấy mình cũng tức giận lại với họ. Đó là cái nguyên nhân kích phát trực tiếp. Nhưng mà cũng có những cái nguyên nhân nó rất sâu sắc, sâu xa mà mình không nhận ra được ngay từ đầu. Và nếu như mà không nhận ra ngay từ đầu thì có thể cái tình huống đó mình diễn giải sai và mình làm rất là là, là sai lầm luôn. Thầy đã từng cách đây khoảng vài tháng thôi khi mà bắt đầu cái chuyện dạy học online này nè, thì thầy dự giờ rất là nhiều lớp học ở một số trường khác nhau để tư vấn cho các trường đó. Thì các bạn biết là Tự nhiên á có một lần thầy cũng coi trên cái màn hình giống như thế này và thầy thấy có một bạn bạn nam đang ngồi học online trước camera rất là bình thường nhưng không biết tại sao trong người thầy lại nổi lên một cái sự khó chịu rất khó chịu với cái bạn nam đó mặc dù bạn nó không có làm gì hết nha bạn nó đang ngồi học rất bình thường nghiêm túc nếu như lúc đó mà thầy không nhận ra cảm xúc đó thì có thể thầy sẽ có một cái ác cảm với bạn đó luôn và trong những cái ứng xử trong dạy dỗ trong các thứ thì chuyện đó không tốt một chút nào và thầy bắt đầu thầy investigate tức là chữ y này nè thầy nhận ra thầy chấp nhận là đang có cái đó rồi thầy điều tra coi là nó từ đâu tới thì thầy mới nhận ra là hóa ra mọi sự là bởi vì bạn nam nó đang đeo một cái tai nghe rất là to và khi mà thầy nhìn một cái hình ảnh một bạn đó thì tự nhiên trong đầu thầy dạy diễn giải nó là đây là một game thủ và từ đó nó sinh ra cái cái sự khó chịu kia thì các bạn hãy cứ coi thử đi đó là trong những cái tình huống mà các bạn đối diện hàng ngày á có phải đôi khi mình đối diện với người bạn đó người bạn nó cũng chẳng làm gì mình hết nhưng mà một cái hành vi, một cái lời nói hay một cái yếu tố nào đó của người bạn nó gợi mình tới một cái chuyện cũ không hay Và từ đó mình trở nên khó chịu với người bạn đó Hoặc là một người thầy cô giáo nào đó chẳng hạn mới tiếp xúc với mình thôi Nhưng tự nhiên mình cảm thấy khó chịu với thầy cô giáo đó Có thể bởi vì người thầy cô giáo đó nghiêm khắc quá và làm mình gợi nhớ đến một thầy cô rất nghiêm khắc với mình ngày xưa chẳng hạn như thế Hoặc là ba mẹ cũng vậy Có đôi khi ba mẹ chẳng khó chịu gì với mình hết nhưng mà mà mình đang khó chịu trong người thôi Và mình đem cái khó chịu đó mình rút lên ba mẹ thì hãy xem thử thực ra cái điều gì đang khiến cho cái cảm xúc đó diễn biến với mình, kể cả vui, kể cả buồn, kể cả tức giận, kể cả khó chịu các bạn. thì khi mà các bạn nhìn nhận ra nguyên nhân gốc rễ kỹ hơn á, cái bước y này, á, thì các bạn sẽ càng biết cách để điều hòa nó dễ hơn nữa. giống như thầy khi thầy nhận ra được cái chuyện đó thì thầy xả bỏ thôi và nó nó rất là thoải mái với thầy. rồi cuối cùng là cái chữ n ha, tức là nurture, tức là cái gì? cho dù là cảm xúc gì hay là cái vấn đề gì đang diễn ra đi nữa, thì các bạn hãy đối xử với nó bằng cái gọi là tình yêu thương tức là kể cả cảm xúc tức giận cũng vậy cảm xúc tức giận nó đến á thường một là mình hùa theo nó hai là mình cố gắng mình đẩy nó xa mình mình đè nén nó mình chối bỏ nó tất cả các kiểu nhưng mà bây giờ hãy nhớ cái nguyên tắc của thầy nói khi nói về trí tuệ cảm xúc đó là tất cả mọi cảm xúc đến với mình nó đều có lý do cho nên là hãy đón nhận nó đi và hãy xem nó như những vị khách có những vị khách tốt mình thích mình đưa đón họ mình ưa họ ở nhà mình cũng có những vị khách mình không ưa nhưng mà họ đến thăm nhà thì mình vẫn chấp nhận đón tiếp họ một cách lịch sự và đàng hoàng ở trong nhà mình đúng cái thời hạn đó và họ sẽ ra đi hãy nhớ là tất cả mọi cảm xúc đến rồi sẽ đi các bạn mọi thứ đến rồi sẽ đi ha à, cho nên không có việc gì phải quá lo lắng khi mình đang có một cảm xúc tiêu cực hoặc thậm chí một cảm xúc rất mạnh cả